Chào mừng tất cả quý vị trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Vừa qua em có nhận được một số câu hỏi cũng như là một số thắc mắc của quý vị đi về Việt Nam trong cái thời gian này thì chúng ta cần những cái thủ tục gì cũng như là cần những cái giấy tờ gì để có thể lên máy bay đi về Việt Nam được. Thì hôm nay em cũng xin chia sẻ đến quý vị những thủ tục gì chúng ta cần trước khi chúng ta lên máy bay nha quý vị. Thì trước tiên á, mà chúng ta đi thì chúng ta phải chuẩn bị vé, mua vé nha quý vị, phải mua vé sớm để mà giá vé nó được rẻ tiền. Chúng ta không có chờ đến giây phút cuối chúng ta mới mua thì giá tương đối nó mắc hơn cả mấy trăm đô thì nó rất là phí. Cho nên quý vị anh chị nào mà có nhu cầu muốn đi Việt Nam thì chúng ta chuẩn bị cái vé, trước tiên phải lo cái vé. Thứ hai là thí dụ như quý vị là hộ chiếu Việt Nam thì chúng ta phải có giấy tờ đầy đủ, hộ chiếu phải bảo đảm nó còn hạn trên 6 tháng. Còn nếu mà em là passport Mỹ cũng vậy, phải thời hạn phải trên 6 tháng. Và nếu mà là passport Mỹ, quý vị phải có visa nha quý vị. Thì chúng ta cần, thứ hai chúng ta cần những cái giấy mà tiêm vaccine, cái thẻ tiêm vaccine, rồi giấy xét nghiệm âm tính COVID. Nếu mà mình sử dụng test nhanh á, thì lúc mình lấy mẫu đến lúc mà mình khởi hành lên máy bay phải trong vòng 24 giờ, chứ chúng ta không có được hơn 24 giờ. Nếu mình sử dụng test PCR thì từ giờ lấy mẫu đến giờ khởi hành thì phải trong vòng 72 giờ. Và điền cái tờ khai y tế, chụp màn hình cái mã QR code, mua bảo hiểm y tế nếu như mà mình có nhu cầu. Và sau đây là một số giải đáp thắc mắc của quý vị, là có nhiều quý vị hỏi là nhân viên sân bay có cần ký cái hành lý xách tay của mình hay không. Thì đó là nó tùy thuộc vào cái nhân viên đó, cũng như là em không bị cân nhưng mà gia đình kế bên bị cân, tùy theo mỗi người khác nhau, chúng ta cũng không đoán được cái tình huống đó. Tùy theo nhân viên, họ muốn cân thì họ cân, họ không muốn thì thôi, chúng ta không có điều khiển được cũng như không có quy định riêng về cái việc đó. Cho nên là chúng ta phải tùy theo tùy cân ứng biến thôi nha quý vị, nên mang theo những cái hành lý đủ thôi, đừng có mang nhiều quá, vừa cái quy định người ta cho phép thôi. Ra sân bay, nhân viên hãng họ sẽ kiểm cái tờ khai y tế xem mình có điền chưa. Điền tờ khai y tế thì cái nơi mình đến á, là mình ở thành phố Hồ Chí Minh thay vì ở Sài Gòn á, thì em quý vị điền trên cái app, không có cần cái số điện thoại Việt Nam để lấy mã OTP, điền trước một ngày mình bay cũng được. Tất nhiên là cái khai y tế chúng ta điền trước một ngày mình bay, khi mà quý vị có kết quả test COVID là chúng ta điền luôn cũng được, không có cần phải chờ nha quý vị, mà điền trước khi lên máy bay cho nó chắc ăn, để khi nhiều khi ở ở sân bay ở cái nước mà mình quá cảnh người ta đòi, cho nên chúng ta phải chuẩn bị trước cái phần đó. Còn nếu quý vị nào mà mua vé bên em thì em sẽ hỗ trợ lo cho quý vị về cái phần khai y tế để quý vị khỏi phải mất công lo nha, nhất là những cô chú anh chị nào lớn tuổi, cũng như là những ai mà không có rành về những cái việc mà làm trên online, thì em sẽ hỗ trợ quý vị, lo cho quý vị toàn bộ với những cái phần mà về khai y tế. Thì sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả những hộ chiếu đã hết hạn từ lâu. Cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc là hư hỏng. Xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, chỉ có các giấy tờ Việt Nam như là giấy khai sinh. Cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam. Gia hạn passport Mỹ, visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, phiên dịch các loại giấy tờ,
gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Em xin giải thích ở đây, cái bằng lái xe quốc tế, quý vị có cái bằng lái xe ở Mỹ, em sẽ làm cho quý vị có một cái bằng lái xe quốc tế để khi về Việt Nam quý vị có thể lái xe ở Việt Nam được. Mà cái bằng này á, mình lái xe hai bánh trở lên nha quý vị, hai bánh bốn bánh trở lên, xe Honda, xe hơi mình đều lái được. Thì cái bằng này nó sẽ có giá trị là 10 năm. Nếu mà quý vị nào có nhu cầu làm bằng lái xe quốc tế để về Việt Nam lái xe hoặc là đi du lịch ở những nước khác, cái bằng lái xe quốc tế này mình lái được mấy chục nước trên thế giới lận nha quý vị. Rất là tiện lợi cho chúng ta đi du lịch ở Việt Nam hoặc là nhiều nước trên thế giới. Mình đi đâu mình lái xe cũng được, rất là tiện lợi nha quý vị. Xin bằng lái xe quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ về di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ về bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp cần người cô sai để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Nếu mà quý vị nào low income mà đang làm hồ sơ bảo lãnh người thân á, thì cần cái người cô sai thì hãy liên hệ em để em có thể giúp quý vị hoàn thành một bộ hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư nha quý vị. Thì thường là những cái trường hợp mà công hàm độc thân, giấy tờ ủy quyền Việt Nam á, muốn bảo lãnh vợ chồng từ Việt Nam sang Mỹ, trước hết hai vợ chồng cần phải đăng ký kết hôn tại phòng tư pháp huyện nơi mà người vợ hoặc chồng có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam để đăng ký kết hôn tại phòng tư pháp. Bộ tư pháp yêu cầu công dân Mỹ hoặc thường trú nhân phải có một bộ hồ sơ công hàm độc thân, các giấy tờ các mà loại giấy tờ ủy quyền tài sản, nhà cửa, đất đai, xe cộ mua bán. Thì cái đó bên em làm thủ tục nhanh gọn lẹ cho quý vị nha. Thì bên em nhận toàn bộ những cái hồ sơ về di trú Mỹ dành cho diện bảo lãnh anh em, cha mẹ, con cái và vợ chồng, tất cả các loại hồ sơ về di trú nha quý vị. Thì theo như cái sự tin tưởng cũng như là cái sự quý mến của tất cả quý vị khắp nơi, thì trong thời gian sắp tới kênh Tham quan nước Mỹ Channel sẽ mở một văn phòng đại diện tại Sài Gòn, tại Việt Nam. Thì cái địa điểm nó nằm ở đâu thì hiện tại bây giờ bên em chưa có xác định được cái vị trí là địa điểm, địa chỉ ở đâu. Nhưng mà trong thời gian sắp tới sẽ cố gắng thời gian sớm nhất trong mùa hè này để mở được một cái văn phòng đại diện tại Việt Nam, để mà quý khách biết được văn phòng đại diện ở Việt Nam ở đâu và khi nào quý khách cần có thể đến liên hệ để mà chúng ta có thể giao dịch trực tiếp tại Việt Nam luôn nha quý vị nha. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn rất là nhiều đã ủng hộ kênh Tham quan nước Mỹ Channel trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn sự tin tưởng của quý vị cũng như là sự quý mến của tất cả quý vị. Em luôn luôn kính chúc cho toàn thể quý vị khắp nơi ở nước Mỹ cũng như là toàn thể quý vị ở Việt Nam và trên toàn thế giới luôn luôn nhiều nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Nếu quý vị thấy video của mình hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp cho mình nha quý vị, để một ai đó đang cần những cái dịch vụ mình vừa mới giới thiệu ở trên thì hãy vui lòng liên hệ ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 714-244-8834. Hãy vui lòng kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để thuận tiện trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Xin chân thành cảm ơn.